Trong số tiếp theo này của hồ sơ khủng long sẽ là một loài khủng long được rất nhiều anh em yêu cầu từ khi kênh mới đăng tải được vài video. Không ai khác, đó chính là Velociraptor hay còn gọi là Raptor độc tắt. Có lẽ sẽ không mấy xa lạ với mọi người bởi chúng được coi là một trong những nhân tố chủ chốt góp phần làm nên sự thành công của một loạt phim công viên kỳ Jura hay Jurassic World. Là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất, là loài khủng long có kích thước nhỏ, tinh ranh và nhanh nhẹn. Hình tượng Velociraptor trong phim được mô tả với kích thước tương đương như một người trưởng thành, da có vảy như than lằn. Tuy nhiên, Velociraptor ngoài đời thật khác hơn rất nhiều, chúng chỉ nhỏ bằng một con gà Tây và có lông vũ. Có lẽ Velociraptor trong phim đã được mô phỏng từ loài Deinonychus. Trước khi bước vào video, mình có một thông báo nho nhỏ gửi đến các bạn. Đó là kênh Untrick Share đã mở gói hội viên dành cho những bạn ủng hộ kênh. Điều này sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng mình có thêm động lực để sản xuất thật nhiều video chất lượng gửi đến các bạn trong tương lai. Để tham gia, các bạn hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để xem thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn và bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Những hóa thạch đầu tiên. Velociraptor là một chì khủng long Dromaeosauridae sống vào cuối kỷ Creta, khoảng từ 71 đến 75 triệu năm trước. Hiện tại, có hai loài đã được định danh, đó chính là Velociraptor mongoliensis và được phát hiện tại Mông Cổ. Loài thứ hai, Velociraptor otmoske, được phát hiện năm 2008 tại Nội Mông, Trung Quốc. Hóa thạch Velociraptor đầu tiên được Peter Kaisen phát hiện năm 1923 tại sa mạc Gobi ở ngoại Mông, gồm một hộp sọ hoàn chỉnh và một trong các ngón chân. Sau đó, các nhà khoa học Xô Viết, Ba Lan và Mông Cổ tiếp tục khai quật thêm nhiều hóa thạch, trong đó nổi tiếng nhất là mẫu vật của một vật thể Velociraptor đang chiến đấu với một con Protoceratops được bảo quản trong điều kiện hoàn hảo năm 1971. Hóa thạch được tìm thấy trong những đụn cát nên có vẻ hai con vật này như đã bị chôn vùi trong một cơn bão cát. Trong đó, Velociraptor nằm bên dưới và đang đâm móng vuốt đâm vào cổ họng của con mồi, trong khi phần mỏ của Protoceratops ngoạm vào cánh tay phải của kẻ thù. Mẫu hóa thạch này hiện nay đã được Mông Cổ công nhận là bảo vật quốc gia. Mặc dù đây là một mô tả khá ly kỳ về một trận chiến khủng long, nhưng thật khó để xác định được lý do tại sao các loài động vật lại chiến đấu. Velociraptor có đang săn Protoceratops hay không? Nhưng nhìn chung, nếu hai con vật đánh nhau thì con nào lớn hơn sẽ thắng. Động vật ăn thịt có xu hướng chỉ tấn công những thứ gì đó lớn hơn mình nếu nó ốm yếu, bị thương hoặc già. Chúng không muốn mạo hiểm gây thương tích cho bản thân vì nếu thương tích quá nặng, nó sẽ không thể đi săn mồi được nữa. Trong trường hợp này, hai con vật có chiều dài tương tự nhau nhưng Protoceratops to hơn nhiều. Suy đoán có lẽ chính vì Protoceratops đã kích động cuộc tấn công. Protoceratops có thể khá hung dữ, đặc biệt nếu nó coi con khủng long kia là mối đe dọa của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói ở đây một cách chắc chắn là hai con khủng long này đã đánh nhau trước khi chúng bị nhấn chìm trong bão cát. Sát thủ tí hon. So với những loài họ hàng như Deinonychus hay Utahraptor, nói về Utahraptor thì mình cũng đã có làm một video về loài này riêng rồi, các bạn có thể tìm xem lại ở phần mô tả của video này nhé. Velociraptor có kích thước khá nhỏ, chỉ bằng một con gà Tây với chiều dài 2m, nặng khoảng 15kg và cao 0,5m tính đến phần hông. Nó là loài động vật ăn thịt có lông vũ, đi bằng hai chân với một cái đuôi dài, khỏe và vuốt rộng trên mũi chi. Đặc điểm giúp phân biệt Velociraptor và các raptor khác là hộp sọ dài khoảng 25cm với hàm trên lõm và hàm dưới lồi. Mỗi hàm chỉ có 26-28 răng nằm xa nhau, bờ sau răng có các gờ răng cưa. Giống như thằn lằn và cá sấu còn sống ngày nay, răng của Velociraptor được thay thế trong suốt cuộc đời của nó, đảm bảo chúng luôn sắc bén. Răng của nó cong về phía sau, hữu ích trong việc kẹp chặt con mồi để ngăn nó thoát ra khỏi miệng. Tương tự như các loài raptor khác, Velociraptor có chi trước dài với 3 móng vuốt cong, giống với cánh của các loài chim hiện đại. Cấu trúc xương cổ tay khiến cho chúng không thể ngửa bàn tay mà chỉ có thể xoay vào trong. Velociraptor đi bằng hai chân với các chi sau tương đối khỏe, giúp chúng có thể chạy với tốc độ 40 km/h.
Mặc dù không quá nhanh, nhưng tốc độ này vẫn khá nhanh trong giới khủng long. Các raptor nói chung và velociraptor nói riêng chủ yếu bước đi trên ngón 3 và ngón 4, khác với hầu hết khủng long theropod. Ngón chân đầu tiên nằm ở phía sau, ngón thứ hai luôn vểnh lên kèm theo một móng vuốt hình liềm vô cùng sắc nhọn, có thể dài đến 6,5cm, tạo nên một món vũ khí trứ danh của các loài raptor. Móng vuốt của Velociraptor ban đầu được cho là được dùng để rạch và xé xác các con mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy chúng không đủ sức mạnh để làm việc đó. Vì vậy, Velociraptor chủ yếu dùng móng vuốt để đâm vào những vị trí hiểm yếu của con mồi như các mạch máu lớn hay cổ họng, và có lẽ nó được dùng để làm cái móc để ngăn con mồi trốn thoát. Năm 2007, các nhà khảo cổ phát hiện được hóa thạch xương cánh tay của Velociraptor mongoliensis còn đầy đủ lông vũ. Bộ lông đóng vai trò thu hút bạn tình, bảo vệ cho trứng tổ, tạo lực đẩy để tăng tốc khi chạy lên dốc. Ngoài ra, đây còn là một lớp cách nhiệt giống như đa số các loài vật hiện nay, qua đó có thể cho thấy rằng Velociraptor là một loài bò sát máu nóng, nhất là khi chúng cần một năng lượng đáng kể để săn mồi. Tập tính săn mồi. So sánh phần xương quanh mắt với các loài chim và bò sát hiện đại, cho thấy có vẻ như Velociraptor là loài động vật hoạt động về đêm. Phân tích bên trong hộp sọ cũng cho thấy nó có khả năng nghe được các sóng hạ âm có tần số từ 2,3 đến 3,9 Hz, nên có thể dễ dàng lần theo dấu của con mồi. Denver Fowler cho rằng các raptor săn mồi tương tự như cách mà các loài chim săn mồi hiện đại thực hiện, dùng trọng lượng ghì chặt nạn nhân xuống đất và giữ cho chúng không thể vùng vẫy hay chạy thoát bằng bộ vuốt. Sau đó, kẻ ăn thịt sẽ thưởng thức bữa ăn ngay khi nạn nhân còn sống. Phương pháp bắt mồi này còn được thực hiện nhờ vào sự phối hợp các bộ phận khác. Đôi cánh tay được bao phủ bởi lông vũ, làm giảm lực cản cùng với cái đuôi dài, giúp cho Velociraptor giữ thăng bằng khi khống chế con mồi. Khi sức mạnh của đôi chân không đủ hạ gục con mồi, thì bộ hàm sẽ làm nhiệm vụ kết liễu nạn nhân xấu số. Loài Deinonychus, họ hàng gần của Velociraptor, đã được chứng minh có tập tính săn mồi theo bầy. Tuy nhiên, các hóa thạch của Velociraptor tuy có số lượng nhiều nhưng được tìm thấy tương đối xa nhau, qua đó cho thấy loài này thực chất là các sát thủ đơn độc, trái ngược với hình tượng trên phim. Mặc dù hội tụ đủ các đặc điểm của một kẻ săn mồi đầy nguy hiểm, nhưng các bằng chứng cũng cho thấy Velociraptor cũng có thể ăn xác chết để thích ứng với tình trạng khan hiếm con mồi hoặc khi không thể đi săn. Velociraptor có thông minh không? Các chuyên gia cho rằng Velociraptor có lẽ là một trong những loài khủng long thông minh hơn vì nó có bộ não lớn so với kích thước cơ thể. Và dựa trên kích thước của phần hộp sọ chứa phần xử lý mùi hương của não, các chuyên gia cho rằng Velociraptor có khứu giác tuyệt vời. Mặc dù khá thông minh đối với một loài khủng long, tuy nhiên không đến nỗi có thể qua mặt được con người như trong phim của công viên kỷ Jura. Velociraptor không thông minh như tinh tinh hay thậm chí là vẹt hay quạ, nhưng nó thông minh như một con chim bình thường, như diều hâu hay một con gì đó tương tự. Chế độ bảo tồn hóa thạch. Hiện nay, hầu hết các loài khủng long đều đã tuyệt chủng nên chỉ còn lại mẫu vật được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ học. Nếu bạn muốn nhìn thấy khủng long móng vuốt Velociraptor một cách chân thật, bạn có thể ghé thăm bảo tàng Philip John Curry tại California. Bạn cũng có thể cảm nhận được một cách chân thật về chúng. Ngoài ra, bạn có thể đến các bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Los Angeles để có thể thấy được những mẫu vật từ đầu đến đuôi về khủng long và móng vuốt của Velociraptor. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin chúng mình muốn chia sẻ với các bạn về Velociraptor, loài khủng long bị hiểu lầm nhiều nhất. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về loài khủng long nào, có thể cho chúng mình biết ở phần bình luận nhé. Nếu video này hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho Uncheck Share bằng cách like, share hoặc đăng ký kênh, thông qua các thông tin dưới phần mô tả hoặc tham gia hội viên để nhận được những đặc quyền chỉ từ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.